Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Dạ, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn ha. Thì ở đây có mấy anh em YouTube vào để mời bác Năm. Cô chú anh chị quay một phút thôi. Cháu ơi, cái bộ bi kia sắp đi dễ rồi, cũng được cái gì không? Bên này là mình lấy cái bóng ra đi, Vinh. Đọc cái anh. Rồi. Đó, chết rồi, cũng như chưa chết. Còn thế, chưa chết cũng giống như chết rồi. Anh Hải đang phụ với lại anh trên YouTube nào Vinh đây. Hãy mời bác Năm dịch quay và có một vỏ trái cây. Thấy chưa? Trời ơi, con này chọc họ luôn á. Chọc họ nhà này, con này. Chọc họ nếu chọc, cũng thật là. Đang khoan để ảnh làm để anh Hải thắp nhang đi. Anh em vô tính thắp cây. Bác Ken đang thắp hương. Bé Ken đang mời ông ngoại của chú anh chị, mời ông ngoại ăn. Yeah.
cầm đi. Em vô. Chuyển hàng đi cô chú anh chị. Đây, đang giao hàng đi ha, bằng xe tải nè, chuyển hàng đi chắc này đi ra bưu điện gửi cô chú anh chị. Hồi nãy thì có một anh YouTube thì cũng mới nghe nói là mới được lãnh lương nên muốn mua cái gì đó để mời bác Năm. Em thấy ảnh mấy ảnh mua vịt quay và trái cây để lên mời bác Năm đó cô chú anh chị. Mời bác Năm về thọ thực. Wow. Phía bên đây thì có chị gái nè. Chị gái qua mua đồ hả? Rất là nhiều hàng được chất lên xe quý cô chú anh chị. Rồi thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Mến chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và cũng như là luôn luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống nhé. Xin chào, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.